Hello anh em, hôm nay là ngày 28 tháng 11 năm 2021. Bên dùng quần tay NT mình cũng mới tuyển cho được 3-4 cái máy ha, để cho phục vụ cho anh em. Thì anh em nào có cần thì anh em cứ alo cho mình. Số điện thoại mình là 0914 711 438. Mình là tên Tình nha anh em. Rồi bây giờ mình cũng không có làm mất cái thời gian của anh em ha. Thì bây giờ mình trước tiên là mình sẽ vô một con số 1 luôn. Và báo giá, mình có báo giá sẵn này kia, có bảng giá này kia đầy đủ nha anh em. Thì anh em nào mà có cần cái máy nào thì cứ alo cho mình. Rồi bây giờ mình sẽ vô chi tiết một cái con máy số 1 nha anh em. Đây, con máy số 1 Subora. Con này nó S753 nha. Con này công suất của nó là 20 ngựa. Cái này là đời cao nha anh em. Đó, S753 ha, đời cao Subora 20 ngựa. Con này thì mình được giá bán cho anh em với giá là 10 triệu nha. 10 triệu. Cái đời này thì công tắc điện và công tắc cơ luôn nha. Đó, cũng như công tắc điện và công tắc cơ luôn. Đó, cũng như quạt rồi demo có đầy đủ ha. Đó anh em nhìn nè, cái máy là đẹp trên 90% nha. Cái máy là anh em nhìn là xanh ha. Rất là đẹp. Cái bu li nó đâu rồi? Bỏ ngoài đi, để đó. Đó anh em nhìn nè, máy này mình sẽ bao riêng cho anh em 100%, chưa đụng có ốc nha. Đó, tình trạng máy là đẹp trên 90%. Máy là anh em cứ yên tâm, lấy bên mình là anh em cứ yên tâm. Hơi hám khối đồ này kia là mình tiễn từ máy để phục vụ cho anh em, thì anh em cũng đã biết rồi ha. Đây, nước sơn là còn rất là đẹp ha, ken sờ ben. Rồi ở con này thì nó có bu li nữa nha anh em. Đó, cái bu li của nó lạnh như nó có cái ăn ngoài da hay gì đó, nó có hai cái chân ăn ngoài da nè. Đó, mình thấy để nó trong đây nó quăng quá ha, hai cái chân này nó nhịp quá, mình thử ra mình tháo ra. Đó, cái này là bu li của con Subora này nha. Đó, nó có nguyên bu li lớn rồi nè. Đó, giờ anh em có chế gì được chế. Đó, mình cũng cái nào mà theo máy đó là mình để luôn cho anh em nha. Đây, anh em thấy bánh chớn nó không? Đó, nó còn xanh luôn ha. Cái màu sơn rất là đẹp. Rồi bây giờ mình sẽ quay qua bên cái thằng cổ bô cho anh em xem. Đây, cổ bô còn đen thù luôn anh em. Đó, anh em thấy không, cổ bô mà nó còn đen thù như vậy là anh em cũng đã biết rồi ha. Máy này coi như là nó ít có hoạt động. Rồi bên cùi đề của nó nè, còn 7 màu luôn, rất là đẹp nha. Rồi đây là cái phần demo của nó nằm đây, có đầy đủ. Hồi nãy nãy có quay cái thông số bên đây cho anh em ta xem chưa, quay cái bên thằng heo dầu nè. Đây anh em thấy heo dầu nữa nè. Con này thì nó vừa công tắc cơ mà vừa công tắc điện nha. Đó, cái dòng này rồi rất là cao, rất là mới so với lại cái dòng của của Subora ha. Rồi thì con này thì cái thông số nó ở đây anh em. Đây, nó có thông số đây ha. S753. Con này thì nó là 954cc nha. 954cc. Là anh em tính ra là nó là con này là đúng 20 ngựa nha anh em. Chuẩn 20 ngựa luôn ha. Đó, đồ rất là đẹp. Subora. Máy cũng như là ken sờ ben luôn nha anh em. Cổ bô còn đen thùi luôn. Máy là anh em không có chơi chỗ nào nha. Rồi, đây bên trong của nó bên đây. Mở cho anh em xem. Đồ bên trong nó rất là mới ha. Bớt mà chỗ sơn, chốc sơn ở cái chỗ nào mình chốc sơn nha, chứ không thôi nó không ăn mát à. Bỏ cái bình bỏ bên đó, tự nhiên cái máy bên đây mà cái bình bỏ bên kia làm sao mà kẹp mấy cái công tắc điện đồ của cho người ta, của người ta tới không
Cái này bây giờ một lát mình sẽ thử công tắc điện luôn cho anh em xem nha. Đập vô. Rồi còn anh đầu ở đâu? Đầu lấy kẹp vô công tắc điện. Ok, rồi lấy thùng dầu. Trời ơi. Máy rất đẹp nha anh em. Con này nó còn có được dầu nữa nè. Đó, đồ zin theo máy hết. Được chưa? Rồi đây. Mình sẽ bao cho anh em nha, bao cho anh em cũng như là ngon lành hết nha. Mình sẽ tắt công tắc điện luôn nha. Cái này là công tắc điện nè. Biết chưa? Rồi. Anh em thấy máy nổ rất là chắc nha. Máy nổ có chắc như bắp luôn anh em. Ok. Rồi thì bây giờ trước khi qua cái máy khác, mình cũng xin báo giá là cái máy này lần nữa nha. Con số 1 máy dầu Sibora S753. Nó con này thì 954cc. Công suất của nó là chuẩn 20 ngựa nha. Tua này là tua 3000 3006 nha anh em. Tua con này tua 3006, tua nhanh nha. Con này rất là thích hợp cho anh em bỏ vỏ lãi. Con này thì cái model này S753 này, cái model này là xác nhỏ nha anh em. Đó, 20 ngựa mà anh em nhìn cái xác nó cỡ có con 12 ngựa à. Đó, rất là thích hợp cho anh em bỏ vỏ lãi nha. Tua cao, xác nhỏ, anh em bỏ vỏ lãi rất là sướng ha. Ok, rồi thì đó là con số 1 này, mình có giá bán cho anh em với giá là 10 triệu nha anh em. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục qua. Chiếc này mình sẽ tuyển cho được cho anh em hai cái máy dầu. Dòng Yamaha 3T68 đời cao nha. Mấy cái dòng này đời mới hết. Nó đạt chuẩn ha, nó đạt chuẩn của Lima hết ha. Còn mấy con này đạt chuẩn khối của Lima hết. Ở cái này là đời cao đời mới nha anh em, chứ không phải là 3T68 đời thường nha. Con này 3T68 nhưng mà nó có model là M68. Đó, M68 nha. Còn con kia là V76. Đó, hai con này là đời cao hết. Thì anh em nhìn cái máy là anh em cũng đã biết rồi. Con này là cái xác rất là nhỏ, rất là tiện cho anh em mà bỏ qua lãi nè ha. Anh em bỏ qua lãi mà anh em đi mấy cái xác nhỏ này là rất là sướng, rất là dễ mà vận chuyển ha. Dễ mà vận chuyển, vận hành đồ này kia nó cũng dễ. Rồi thì bây giờ mình sẽ trước khi mình cho anh em xem một cái ngoại hình của máy thì mình cũng xin báo giá luôn nha.
số 2 máy dầu Yanma 3T68. Con này là 16 ngựa rưỡi nha anh em. Tua này tua 3.000 tua này tua 3.600 nha. Thì đó lại cái con số 2 này mình có giá bán cho anh em giá là 13.500.000. Đời này là đời mới, đời cao nha, đạt chuẩn Lima luôn. Công tắc điện ở đây nè. Mình tháo công tắc điện ra nè, anh em thấy không? Cái đầu nó mới tinh luôn á. Anh em nhìn cái máy là đen thui luôn. Ốc là trắng tinh hết từ con. Đó. Ha. Rồi. Anh em nhìn nè. Anh em nhìn tới ngay con heo dầu nó là anh em cũng đã nhận ra được cái máy ha, là cái đời cao ha, đời thấp nha. Cái đời này là mới nha anh em. Đó, anh em nhìn nè, heo dầu nó nè. Ha. Tem heo dầu nè. Đó. K081 5C25 Yanma ha. Đó, anh em nhìn nè, con heo nó nhìn nó rất là đẹp. Ha. Rồi tới mấy cái bát dầu nó nằm bên trong nè. Đó nó cái bên cái dàn hơi của nó che luôn mấy cái bát dầu bên trong luôn. Đó anh em nhìn cái Yanma cái đời mới này nhìn nó đẹp lắm nha. Nhìn nó cũng như là rất là bắt mắt mà cũng như là nó là rất là nhỏ con ha. Đó dòng này là sát nhỏ. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục. Mình cho anh em xem mặt sau. Đây là mặt sau nó đây. Máy quá trời mới luôn. Bô còn cổ bô nè. Anh em thấy không? Cổ bô nó còn đen thui lùi luôn. Cái máy này á là nó gặp nó đời cao đời mới nữa. Rồi mà gặp đã ít xài nữa, mình thử ra cái máy quá đẹp. Rồi, đây là bên cùi đề của nó anh em. Ha. Cùi đề ở đây. Anh em thấy không, cái anh em nhìn cái cùi đề thôi là anh em cũng đã nhận ra là cái máy là Yanma mà đề cao nha. Đó, ngay cái đề của nó đây nè. Rồi kế tiếp nữa mình sẽ quay vào dài dưới cái lốc máy luôn nha. Đó, anh em thấy lốc máy đó không? Ốc mấy ốc chân nè, còn niêm sơn chính hãng luôn ha. Rồi bên đây nè, cái model của nó bên đây nè, M68. Đó, anh em thấy không? M68. Đó, cái đời này là Yanma đời cao nha, đời cao đời mới, sát nhỏ, cổ bô đen thui lùi. Rồi anh em nhìn tới cái cục demo của nó, anh em nhìn demo sạc của nó, anh em nhìn thấy cũng rất là đẹp luôn nè. Đó anh em nhìn nè, mới kỉnh luôn, bóng giận nha. Ha, demo sạc 12V, quá đẹp. Đồng mà nó còn đỏ ao vậy là anh em biết cái máy này nó ở bên đó nó ít có xài, nó quên xài luôn cái máy này á. Rồi đây là một cái tem của nó đây. Đó anh em thấy cái tem mà đề cao không? Đó cái tem đề cao đó là nó cái tem trắng đen này nha. Ha, Made in Japan. 3T68. Số lít của nó là 0.784 lít. Ha. Sản xuất tại Nhật, Made in Japan luôn. Rồi, đây là đạt chuẩn Lima anh em. Rồi kẹp đầu vô đi, kẹp bình vô đi, nhanh đi, đừng làm mấy khác. Đây con này tem đặc chuẩn Lima luôn ha. Ừ. Máy quá chuẩn. Rồi, quay. Quá đẹp. Máy còn đen thui luôn. Anh em nhìn dài ha, quay sát vô dài trên cái mặt trước cho anh em ta xem luôn. Đó, đồ còn đen thui lùi hết. Cái máy này theo mình đánh giá là nó cái độ mới của nó là trên 90% nha anh em. Đó, cái độ mới của nó là trên 90%. Hơi hám là mình sẽ bao cho anh em hết toàn bộ nha. Rồi bây giờ mình xin test máy luôn nha anh em. Đấy. À, cái này thì mình nó công tắc điện ha. Đó, mình mở con cái công tắc này ra để mình test máy. Còn anh em nào mà, nếu mà có nhu cầu á, nếu mà có cần á thì mình sẽ hỗ trợ, mình câu luôn giùm cái phần công tắc này cho anh em. Đó, câu công tắc giùm cho anh em luôn nha. Đó, cũng như là mình mở ra cho cái thời gian nó lẹ. Chứ bây giờ mình câu lại thì nó mất cái thời gian ha.
Chuẩn luôn, máy nổ như máy mới. Rồi bây giờ trước khi mình chuyển tới con khác, mình cũng xin báo giá lại con số 2 nha. Số 2 máy dầu Yanma 3T68 đời cao nha anh em, đời cao. Nó con này nó có model là M68 nha. Thì đối với lại cái con số 2 này thì công suất của nó là 16 người rưỡi nha, tô 3600. Con này đi mình được giá bán cho anh em với giá là 13,5 triệu nha anh em, 13,5 triệu nha. Đó, giá 13,5 triệu. Anh em cầm mấy cái máy này là giờ là anh em cài rất là sướng luôn nha. Rồi bây giờ mình tiếp tục mình qua tới con số 3, cũng đề cao luôn ha. Con số 3 máy dầu Yanma 3T76. Cái này là đề cao nha. Thì đó là cái con này thì nó có công suất là 23,5 ngựa, tua nó là cũng là tua con này tua 3,600 nha anh em. Đó nó cũng là tua 3,600 luôn. Thì đối với lại cái con số 3 này mình có giá bán cho anh em với giá là 17,5 triệu ha, 17,5 triệu. Đó, máy là đẹp đẹp, quay xuống sập xuống ở dưới luôn cho anh em xem lên đi. Đó giờ mặt này nè, quay từ ngũ ốc cho anh em xem luôn. Những cái máy này là có dây con ro của zin của nó hết toàn bộ nha anh em. Đó, cũng như là mình tháo ra để cũng như là mình dán cái bảng giá lên ha. Anh em nhìn cánh quạt của nó nè, rất là đẹp nè, nhìn những con ốc luôn đen thùi hết ha. Rồi rồi qua đây mấy con này đạt chuẩn khói đây mà hết nha anh em. Rồi anh em nhìn heo của nó nè, đó heo đề cao rồi, nhìn nó rất là đẹp nha. Đây heo đề cao rất là đẹp nha. Rồi anh em nhìn nè, từ cái lốc nè, từ cái ống bát luôn nè ha, mấy cái bát dầu nè, đó đen thui hết. Rồi đó, cái tem của heo dầu đây ha, đạt chuẩn hết. Rồi bây giờ mình sẽ sập dài xuống dưới cho anh em xem luôn nha. Đó anh em nhìn nè, nước sơn là còn bóng dợn hết. Rồi bây giờ quay qua đây, con này thì mình cũng có đã câu công tắc rồi nè ha. Đó mình đã câu công tắc sẵn cho anh em nè, lát rồi cái dây gì mình sẽ test luôn cho anh em. Đó test cái công tắc điện luôn cho anh em. Đây anh em thấy bánh trướng đó không, còn xanh luôn á, đó bóng giận ha. Rồi vậy vào đây, lên đây. Rồi con này thì cái trên nắp clutch của nó là V76 nha. Đây đó mấy cái dòng này đời cao, anh em nhìn cái dòng này là anh em nhìn so lại mấy cái dòng Yanma mà đời sâu trước nữa thì nó khác xa hết toàn bộ nha. Con này thì có boe đầy đủ, đây boe làm đây. Rồi đạt chuẩn Leyma nè, đó ha, đạt chuẩn Leyma. Rồi cái thông số đây, mấy cái dòng mà đời cao là tem Yanma là tem trắng đen hết nha, made in Japan. Bô cũng còn rất là đen nha. Đây rồi quay sập xuống dài dài ở đây luôn. Rồi đây nè anh em nè, V76 nè đó anh em thấy không, máy dòng máy đề cao đó, nó thiết kế cái máy rất là đẹp, thiết kế máy rất là đẹp, nhìn cái máy nhìn nó rất là bắt mắt. Đây bên này cái đài của nó đây. Ha, cái đài nó ở đây ha. Kẹp cứ kẹp vô đây. Kẹp đây nè. Vâng. Đó. Rồi thì mình đã quay qua một vòng rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh em một cái công tắc điện luôn nha. Đây là công tắc điện. Kẹp máy chưa?
kẹp kẹp chân 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 lửa vô. Rồi bây giờ mình sẽ kích cái kích công tắc điện nha. Ok anh em thấy không, chỉ là kích qua cái là cũng như là công tắc điện mình nó không bị cháy nha. Còn công tắc điện là anh em nếu câu mà lạng quạng là không biết câu là nó bị cháy cái công tắc điện của mình nha. Đó mình phải truyền mình đó là 3 dây, nó là một dây dây lửa vô kích, là một dây mát, là một dây lửa cung cấp vô, nó cũng đơn giản ha. Rồi bây giờ sau đây là mình vô dầu chưa, rồi mình tắt máy luôn cho anh em xem nha. Ok để rồi. Mà bánh chết nó chạy rất là lẹ, cái đôi rất là cao. Coi như là công tắc điện là ngon lành hết nha. Coi như là mình câu sẵn đây. Thì cái máy con số 23T68 này cũng vậy. Anh em nào có nhu cầu mình sẽ hỗ trợ mình câu luôn dùm anh em công tắc điện này ha. Thì cái công tắc điện này nó cũng dễ câu chứ không khó, nhưng mà phải biết câu, chứ không biết câu là đưa vô là cháy cái công tắc điện nha anh em. Ok. Rồi bây giờ trước khi mình qua tiếp con số 4, mình sẽ báo giá lại con số 3 nha. Rồi số 3 máy dầu Yanmar 3T76, công suất là 23 ngựa rưỡi. Con này vòng tô là vòng tô 3600 ha. Đối với lại con số 3 này mình có giá bán cho anh em với giá là 17,5 triệu. Dòng này là dòng đời cao nha anh em, dòng đời cao đời mới ha, đạt chuẩn khối Lima. Rồi bây giờ mình tiếp tục mình qua con số 4 anh em. Đây. Số 4 là giá này cũng rất là tình thương luôn ha, công suất cũng khá hợp lý nhưng mà giá rất là tình thương. Rồi đối với lại con số 4 máy dầu Isaki. Con này nó có model là E374 nha. E374 với E383 là nó bằng công suất nhau nha anh em. Ha. Thì đối lại con số này, con số 4 này thì công suất của nó là 15.5 ngựa. Tô của nó là tô 3200 nha. Đó, tô của nó tô 3200. Thì đối với lại cái con số 4 này là mình có giá bán cho anh em giá là 7 triệu nha anh em, 7 triệu. Máy là coi như là bao rin cho anh em hết toàn bộ. Hoạt động cũng như là bao rin, bao hơi, bao khói cho anh em ha. Đó. Những cái máy bên mình là anh em cứ khỏi lo, là cái cũng như là mình tiễn từ con thành thử ra máy móc đồ anh em khỏi lo, nguyên rin hết. Đó. Quay cái mặt trước chưa? Rồi đây nè. Con này thì nó còn cái bơm luôn nha anh em. Đó, nó còn cái bơm dầu luôn nè. Ha. Còn bơm dầu luôn. Rồi công tắc điện nè. Đó, công tắc điện còn đầy đủ nha. Bơm dầu nằm đây. Đó, rất là thích hợp luôn. Cũng như giá mềm có bơm dầu này kia đầy đủ đồ chơi hết. Rồi,
Bây giờ mình sẽ quay xuống, sụp xuống cái lốc cho anh em xem luôn nha. Lốc con này là nó có cái thông số là E734 hay là model của nó. Rồi số lít của nó là 0.738 lít, là cũng như là mình tính ra là nó là chuẩn của nó là 15 ngựa rưỡi nha. Rồi. Rồi đây là mặt sau anh em. Ở mặt sau của nó nè, bu ly đồ này kia còn xanh đậm hết đó nha. Bánh chớn nè. Rồi, mình sẽ tiếp tục mình quay qua bên cái phần cái đề của nó. Đó anh em nhìn nè. Cổ bô còn đang thùi luôn. Ha. Nó Isaki, rồi mở ra cho anh em xem bên trong luôn. Đồ nó rất là ok, rất là đẹp nha. Rồi, quay về dạy nó chưa? Đó, quay về dạy chân máy cho anh em xem luôn. Anh em thấy không? Mấy cái đồng tiền nè, còn trắng tinh hết. Ốc ha, ốc của bô rồi. Cũng còn trắng phiếu hết, đều rang hết. Ha, demo sạc này kia đầy đủ. Rồi, bây giờ sau đây mình cũng đã cho anh em xem một qua ngoại hình con số 4 rồi. Bây giờ mình sẽ test luôn cái con số 4 này cho anh em xem. Con này thì công tắc điện đều có đầy đủ nha anh em. Công tắc điện, bơm dầu có đầy đủ luôn. Cầm vô, chích vô đi. Chích vô đi. Ăn điện không vậy? Rồi, chưa? Trời đại lúc. Quá nhiễm. Đây. Thời hãm bầu cho anh em nha. Mấy cái này á, coi như là mình tháo dây cao ro ra chứ nó có dây cao ro đầy đủ hết nha anh em. Rồi bây giờ mình tắt máy nha. Từ rẻ tiền cho tới mắc tiền là mình hơi hấm, mình đều bao cho anh em hết. Rồi mình xin tắt máy luôn nha anh em. Ok. Rồi thì bây giờ mình cũng xin báo giá lại con số 4 máy dầu Yanma Isaki. Con này nó có model là E3774 nha. Công suất là 15 ngựa rưỡi, tua 3.000-3.200. Đối lại cái con số 4 này mình có giá bán cho anh em với giá là 7 triệu nha anh em. Rồi thì bữa nay mình cũng tuyển được một số mặt hàng để lên đây phục vụ cho anh em. Thì anh em nào có cần thì anh em cứ liên hệ số điện thoại
0914711438, mình là Tân Tình nha. Địa chỉ của mình là C12/45, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Còn anh em mà muốn tới địa chỉ mình xem hàng thì anh em cứ search vô Google Maps, dụng cụ cầm tay NT Google Maps, nó sẽ hướng dẫn tới địa chỉ của mình luôn. Rồi, cảm ơn anh em và hẹn gặp lại.